Hello, xin chào đại gia đình, xin chào cả nhà ha. Em về một con Hitachi áp suất 1 lít IH, ngoại hình thì tương đối đẹp ha. Con này có cắn mớp vài chỗ nhẹ nhẹ nha, có cắn mớp ha. Nhưng mà máy móc là cam kết là nguyên zin nguyên bản ha. Máy là không chấm chì chấm hàng, không thay dây gì hết. Phát hiện chấm chì chấm hàng thay dây là tặng luôn nồi cơm nha. Nè, ron là không xì nha. Đó. Hơi nước lên phà phà nha. Ừ. Đây gòn cũng không xì luôn. Rồi nó phá áp suất rồi. Đó. Nấu còn 22 phút nữa là chín nè. Con này là Hitachi áp suất 1 lít, ngoại hình đẹp ha. Ruột gan em có chụp hình lên này đầy đủ nha. Đó. Mấy con áp suất thường thường em ớn nhất là nó bị heavy xì ron á. Con này là ok nha, không có xì. Con này thì nấu được một lít thì tầm 3 lon thì được tầm 9 chén ha. Thơm ngon mềm dẻo nhất. Con này có thể là sau này mình nấu cháo cũng được nè, hầm xương cũng được nè, tại con này là con áp suất ha. Áp suất. Con này thì đơn giản lắm quý khách. Lúc này là nấu, lúc này là tắt. Rồi vậy thôi. Con này thì nó hết pin CMOS rồi. Lần đầu tiên mình ghim điện thì nó để là H O, mình bấm nút này là nó hiện số lên là mình mới xài được ha. Rồi giờ em tắt nè ha, để em tắt em chụp hình em quay phim ruột trong cho quý khách xem ha. Đó, quý khách thấy cái xịt đâu nó mở hơi ha, thấy không? Đó, nước thôi. Ờ, cái son nó đẹp gì đâu á. À, nó có nhiều lớp lắm nè, một lớp nè ha, gòn bọng ok hết ha. Đen lớp nữa nè, bi nè ha. Đó. Ok hết nè. Đó. Đẹp, ruột gan bao zin bao bọng hết nha. Đó. Cái duyên hiện tình trạng giống gì là mình bấm gì là nấu nè. Đó. Này là tắt. Còn cái này là menu. Menu là mình chỉnh nè, chế độ nè, 39 phút nè, 44 phút, 50 phút, 26 phút nè. Đó. Rất là nhiều kiểu nha. Quý khách chọn cái nào, quý khách chọn nè, chọn bấm đại nè. Rồi tắt. Rồi chọn nè. 26 phút rồi nấu nhanh nè. Tắt ha. Đơn giản lắm. Này nấu, này tắt. Rồi quý khách cô chú anh chị em nào đam mê dòng nồi cơm Nhật thì liên hệ em ha. Qua Zalo, Facebook, YouTube, Chatbot, Messenger, TikTok. Qua số điện thoại 0939 396 480 ha. Bạn này thì em bán giá công khai là 600 ngàn, phí ship là 50 ngàn. Tại con này nặng 5-6kg trở lên lắm, chứ không có nhẹ, không có vừa đâu. 5-6kg lắm ha. Rồi, một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các quý khách, cô chú anh chị em đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi sản phẩm của em. Rồi, em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.